chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh như chim sổ lồng khoe thân thả thính âm âm. Khổng Tú Quỳnh nay đã khác, không còn là cô bé dâu tay kẹo ngọt ngày xưa nữa rồi. Thời gian vừa qua, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi chấm dứt tình yêu 8 năm ngọt ngào. Tuy cặp đôi chưa từng lên tiếng về tin đồn chia tay, nhưng những trạng thái mập mờ của Khổng Tú Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân cũng như lần hiếm hoi trả lời mập mờ của Ngô Kiến Huy càng khiến người hâm mộ tin rằng cặp đôi đã kết thúc. Sau khi chia tay chàng bắp, Khổng Tú Quỳnh có nhiều thay đổi về hình ảnh, được ca sĩ trở nên gợi cảm, táo bạo hơn hẳn. Trên trang cá nhân, Khổng Tú Quỳnh thường xuyên khoe diện những bộ trang phục, khoe trọn bờ vai trần, tấm lưng gợi cảm cùng vòng một hùng thật. Nhiều bạn bè thân thiết của cô nàng cũng phải trầm trồ trước độ táo bạo của Khổng Tú Quỳnh. Sự thay đổi sang phong cách gợi cảm này của nữ ca sĩ rất được khán giả đón nhận. Khổng Tú Quỳnh khoe trọn những đường cong hút mắt trong trang phục bikini gợi cảm. Hình ảnh ca sĩ kẹo ngọt theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung nữ tính ngày xưa đã không còn, Khổng Tú Quỳnh đã lột xác trở thành một người khác hẳn. Khổng Tú Quỳnh của hiện tại đẳng cấp và sang trọng hơn với phong cách thời trang cá tính quyến rũ, không ngại khoe vóc dáng gợi cảm nóng bỏng đốt mắt người nhìn. Cô nàng còn không ngần ngại khi diện những bộ đồ kiệm vải như thế này. Một Khổng Tú Quỳnh diện đồ kín đáo mà vẫn táo bạo khoe vòng một lấp ló, trái ngược hoàn toàn với Khổng Tú Quỳnh nhẹ nhàng nền nã xinh xắn nhưng lại mờ nhạt của trước kia.